Ok, không làm thì bảo là không làm, đã làm thì phải tiếp tục làm thôi. Được chưa? Ok, đây này. Mình đang có khoảng 2 đến 3 cái máy in full thì hiện tại mình không có nhu cầu sử dụng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bảo quản như thế nào để cho nó sau này chúng ta sẽ sử dụng tiếp. Thì để bảo quản ấy thì đây là dòng Epson này. Thì để bảo quản mình sẽ làm như sau. Thì chúng ta sẽ đẩy hết cái mực ở trong cái đầu in của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng một cái loại gọi là loại nước rửa đầu phun cao cấp. Đây là loại 100 ml, các bạn có thể mua ở ngoài thị trường, nó giá nó khoảng 200 đến 300 tùy từng nơi khác nhau. Nhưng mà cái này 100 ml loại xanh xanh này trước mình mua là 320.000 đồng. Loại này giúp cho các bạn đào thải tất cả các mực clear. Mực gì? Clear mực nó bị tắc đầu phun, các mực nó bị lâu ngày nó bị cô đọng lại ở trong đầu in, nó không ra được. Các bạn dùng cái mực này nó nhẹ ấy, nó vào nó sẽ làm tan hẳn tất cả các cặn ở trong cái đầu in của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái xi lanh, sau đó chúng ta sẽ đẩy xi lanh này vào. Các bạn chú ý là đẩy xi lanh này vào. Đây là nó có 6 đầu khác nhau này, các bạn chú ý đấy. Tránh để tình trạng nó bị đấy, đẩy đẩy xi lanh nó vào đấy. Trời ơi, đấy, chúng ta sẽ đẩy vào như này. Mình sẽ đẩy cái đầu in này xuống một tí đấy để bảo quản. Mình sẽ đẩy hết tất cả các mực ở trong máy của nó ra trước đây. Đấy, mình sẽ lấy một ít nữa. Đấy, rồi đấy, chúng ta sẽ rửa bằng cái như này thì đầu đầu in của chúng ta sẽ tốt hơn, được chưa? Đấy, rồi đó, tiếp tục. Nếu mà các bạn không sử dụng ấy, các bạn chính xác là các bạn ọp một vài thời gian đấy, các bạn nên làm phương pháp như này. Không thì cái đầu của các bạn sẽ bị đấy. Mình sẽ lấy một ít nữa. Cái nước này nó rất nhẹ các bạn. Các bạn phải rửa bằng cái nước chính hãng của nó như này nó sẽ tốt hơn. Mình sẽ đẩy xuống này. Đó. Rồi, như thế này chúng ta đã ok đấy. Và chúng ta sẽ tiến hành là cái này chúng ta có thể bỏ đi hoặc là để ở trong cái này luôn cũng được. Đấy, chúng ta sẽ vệ sinh cái mực thừa của nó ra. Thấy chưa? Vệ sinh cái mực thừa của nó ở đây. Xong.
Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Xong ok rồi. Bây giờ mình sẽ để cái hộp này vào giữa này này. Đấy, như thế này nó sẽ gọn hơn không? Các bạn thấy gọn hơn chưa? Để cái này xuống giữa như này. Cái này thì bây giờ các bạn có thể đẩy lại xuống cho nó cũng được. Hoặc là các bạn có thể không cần để cũng được. Nhưng mà các bạn thì cái này đẩy xuống như này. Đó. Sau đó các bạn đẩy xuống như này, đẩy xuống nhẹ thôi. Đây mẹo của các bạn làm này. Đấy. Được chưa? Rồi. Như thế này là sẽ ok. Chúc các bạn thành công. Ok chưa?